Anh tướng của chúng ta đặc biệt là không quấn răng. Cho nên là anh nghĩ cắn quả chanh nó hơi bị khó khi mà cắn cái vỏ, các bạn nhìn thấy chưa? Cắn như này. Răng mãi mới được các bạn ạ. Đây ăn chanh nó mình không cần muối, các bạn thấy chưa? Đỉnh. Nào tú nha, làm răng xinh đẹp nào. Đây là bộ răng của anh tú. Nào tú nha ra xem nào. Nha ra. Đấy, đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh En Cayenne của chúng mình. Và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện một clip đó chính là ném bóng bay này. Và ví dụ mình ném cho Nhật thì Nhật phải đỡ được quả bóng bay này. Nếu như Nhật không đỡ được mà để quả bóng bay này rơi xuống đất hoặc quả bóng bay này vỡ đi trong năm lần, trong 3 lần chơi, nếu như ai thua nhiều nhất thì sẽ phải ăn một quả chanh. Bye.
ấp trứng từ đấy giờ thấy thế nào? Trứng có quả nào nở chưa? Chưa. À có một con nở rồi. Con đang chay rồi. Vỡ tan nên là nó đi mẹ rồi. Còn những con còn lại là nó chưa nở. Này em thích chưa nào? Từ nay giờ là mình chưa được, chưa bị vỡ quả nào rồi. Đọc đi. Yên, đập râu Yên. Tú đâu? Mình ăn bánh mì mà nó hơi mặn mặn ý, ngon quá làm
Còn bây giờ thì bye bye bye.